hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với channel của mình à, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo một cái video từ ảnh và nhạc nhé hoàn toàn miễn phí à, các bạn có thể uh, dùng cách này để các bạn tạo video và các bạn up lên youtube làm nội dung Tại vì mình thấy nhiều bạn là bảo Em muốn làm Youtube nhưng chả biết làm nội dung gì Rồi là kiểu kiểu khó khăn về nội dung ấy à, Thực ra đây cũng là một cách mà các bạn có thể làm ấy Các bạn phát triển kênh Youtube hoàn toàn ok Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước à, Từng bước là làm nào để tải ảnh này Làm nào để uh, tải nhạc này Sau đây làm nào để ghép lại và Tạo một cái thành một cái video Ok, à, và phần mềm mình sẽ sử dụng là phần mềm Filmora 11 nếu như các bạn muốn uh, dùng phần mềm Fimora thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt ở dưới phần mô tả Mình có cái link để các bạn có thể tải và có thể hỗ trợ các bạn để, uh, mua bản quyền phần mềm Nếu như các bạn muốn uh, mua bản quyền để xóa cái logo của phần mềm Ok giờ sẽ đi vào màn hình nhé uh, Hiện tại thì mình đang ở trong Fimora nhé Đây là Fimora 11 của mình uh, Đây là một cái dự án mẫu thôi Tức là cái dự án này cực kỳ đơn giản thôi Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới này Trên timeline thì thứ nhất là mình có một cái video uh, Một cái... Uh, Jack nhạc tức là có một cái uh, tập tin gọi là file nhạc thứ hai nữa là mình có một số cái ảnh ở đây mình cứ lấy ba cái ảnh thôi nhưng mà bạn có thể tải rất là nhiều ảnh ở ngay trong phần mềm luôn nhé uh, trên cùng là mình có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng bokeh blur 2 tức là hiệu ứng nó hơi mờ mờ đây nó kiểu tạo ảo ảo ấy Thế còn nhạc thì cái file nhạc này thì mình lấy ở youtube nhé YouTube nó có một cái thư viện nhạc là hoàn toàn miễn phí các bạn có thể lấy về các bạn dùng rồi là up lên YouTube thoải mái, không có bị vấn đề gì bởi về bản quyền cả. Nếu như các bạn muốn lấy nhạc từ YouTube YouTube Studio thì các bạn có thể xem cái video mình sẽ đặt ở ngay cái góc màn hình ấy, hướng dẫn lấy nhạc từ YouTube mà không bị dính bản quyền, hoàn toàn miễn phí thôi các bạn có thể lấy vô tư. À, thứ hai nữa là cái về phần ảnh thì ảnh thì các bạn có thể tự chụp này hoặc là các bạn có thể lấy ảnh trên mạng nhé Tuy nhiên nếu với Filmora 11 ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể lấy ảnh từ ngay trong phần mềm bởi vì phần mềm nó đã, đã tích hợp sẵn tức là tích hợp sẵn các cái kho video và ảnh miễn phí để các bạn có thể sử dụng được đâm ra là nó cực kỳ tiện luôn Ví dụ ở đây mình lấy ảnh là mình sẽ đi vào phần này nhé vào phần stock media sau đó các bạn sẽ chọn là pixel này hoặc là pizza bay À, với pixel này thì các bạn có thể chọn là pixel chỗ này sau đó các bạn chọn tiếp là cái chỗ này photo nhé photo sau khi bạn chọn photo, đó, đây mình sẽ chọn là photo thì các bạn có thể tải rất là nhiều ảnh ở đây. thế còn Pizza Bay thì cũng như tương tự như thế các bạn có thể chọn video hoặc là photo ví dụ bạn chọn photo sau đó tiếp theo bạn sẽ chọn cho mình là cái tỷ lệ khung hình tỷ lệ khung hình của ảnh tức là ảnh ngang hay ảnh dọc ở chỗ này gọi là orientation trong phần orientation này thì các bạn có thể chọn là horizontal hoặc là vertical horizontal là ngang, vertical là dọc. Đấy, thì nếu mà chọn horizontal thì nó sẽ ra tất cả những cái ảnh ngang ấy để các bạn có thể chọn và sau đấy các bạn chỉ cần kích đúp rồi các bạn tải được ví dụ bạn thích ảnh mấy con thiên nga này hoặc mấy con vịt ấy bạn chọn vào nó rồi nhấn vào ok để nó tải về Đó. sau khi nó tải về thì bạn sẽ có được cái ảnh như này cái ảnh này thì bạn hoàn toàn bạn có thể dùng ở trên đưa xuống đây để làm tạo video rồi còn nếu như bạn muốn tìm tìm kiếm ví dụ như mấy cái ảnh mà mấy cái cô này ấy, thì các bạn tìm có thể là girl đó, girl các bạn enter girl hoặc là woman ấy, thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái ảnh các cô gái đẹp rồi là những cái cô gái xinh ấy. các bạn có thể dùng dùng những cô gái này để tạo tạo video up lên youtube hoàn toàn miễn phí ok à, mình sẽ lấy ví dụ như này ví dụ mình muốn dùng cái cô này chẳng hạn mình sẽ tải một số cô nhé đây Ok, đây cô này rất là xinh, cầm cái kiếm Đứng ở sân gôn Anh em phải cầm cái gậy gôn đi Rồi cầm cái ô à, Xinh đẹp tuyệt vời luôn Không biết người ta chụp bằng máy ảnh gì Cực kỳ đẹp, mình không cần phải đi tự chụp Đúng không? Đó. Ok, mình đã tải được 1, 2, 3, 4 4 cái ảnh này rồi, sau đây mình sẽ xóa hết timeline đi Mình sẽ chỉ các bạn từ đầu nhé Đầu tiên đấy là các bạn sẽ đưa cái nhạc xuống Thì nhạc thì các bạn cũng phải đưa vào phần mềm Để đưa nhạc vào phần mềm ấy các bạn kích vào phần media này Sau bạn kích uh, đúp vào cái chỗ trống này các bạn nhập cái nhạc vào Tức là cái nhạc lúc nãy bạn tải trên mạng ấy Ví dụ mình uh, có cái này Lúc nãy mình uh, tải cái nhạc là Ja Bang này Đấy, Mình chọn vào đây xong mình nhấn vào open Thế là mình có một cái bài nhạc Bài nhạc này ở trên trong cái phần mềm của mình rồi Đấy, Mình kéo mình thả tham lai thôi đó, thả tham lai À, các bạn nhìn thấy ở đây là có mấy cái đánh dấu này dấu xanh dấu đỏ này cái này gọi là beat detection ở trong phần mềm nếu các bạn thích thì các bạn có thể kích chuột phải vào cái file nhạc ấy. sau đó các bạn chọn cái này beat detection này beat detection thì nó sẽ tìm ra các cái beat nhạc để nó đánh dấu ở đấy thì bạn uh, ghép video thì nó dễ tuy nhiên là nếu mà các bạn chỉ tạo video từ ảnh ấy, thì các bạn không cần thiết phải dùng cái này ok ví dụ cái này à, tiếp theo là các bạn sẽ phải đặt À, đưa ảnh xuống ấy thì các bạn sẽ nên đặt trước cho nó là cái thời lượng của mỗi cái ảnh là bao nhiêu à, để đặt mặc định luôn tức là mỗi khi bạn kéo xuống ấy thì bạn chỉ việc gọi là thêm cái chuyển cảnh vào thôi với lại thêm cái hiệu ứng vào thôi cho nó nhanh thì để đặt cái cái gọi là cái thời lượng của cái ảnh ấy à, cố định một cái thì các bạn nhấn vào file các bạn chọn vào phần reference nhé rồi sau tiếp là phần editing các bạn chọn tiếp phần editing ở đây có cái photo duration này thì các bạn có thể chọn là 5 giây hoặc 3 giây nhưng bình thường mình sẽ đặt 3 giây. Bạn đặt vào đây số 3 uh, giây ở bên này là second nhé Thế còn cái cách mà đặt ảnh thì các bạn sẽ ở, ở đây nó có một cái là photo placement. Thì bạn có thể đặt là crop to fit hoặc pan and zoom. Pan and zoom thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng zoom ra zoom vào. Tuy nhiên là nếu như là các bạn mới thì các bạn cứ chọn là crop to fit thôi. Đó, crop to fit sau các bạn nhấn vào ok. Rồi, bước tiếp theo là các bạn sẽ kéo cái ảnh xuống Thực ra nếu như các bạn tự có ảnh hoặc là tải ở đâu về ấy, thì các bạn phải đưa nó vào phần Media này nhé Nhưng mà mình thì mình tải nó về phần này, phần gọi là Media có sẵn Bây giờ ở trong Stock Media và mình kích tiếp vào phần Download này Trong phần Download này thì mình có mấy ảnh này Mình nhìn ở đây có mấy ảnh cô gái này, những cô gái áo đen này Thì các bạn có thể kéo cái ảnh của các cô gái áo đen này xuống timeline Bạn cứ kéo thôi, kéo và thả ở đây thôi Đó, thì Bạn được một cái ảnh thôi, kéo tiếp Bạn cứ kéo và bạn thả ở đây rất là đơn giản đúng không? chỉ kéo cái ảnh mà thả xuống đây, đó được bốn cái ảnh rồi. Nếu bạn tải nhiều thì bạn kéo nhiều. Ok bây giờ mình sẽ cắt ngắn cái bài nhạc này làm ví dụ đề mô cho các bạn này. Để cắt thì các bạn có thể nhấn cái kéo này trên trên timeline nhé. Hoặc là nếu không thì bạn nhấn phím Ctrl B để cắt. Ok bây giờ mình sẽ có. Ok đây là có một cái ảnh rồi. Bây giờ mình sẽ play. Ok, rất là đẹp đúng không? Tuy nhiên là ở giữa các cái ảnh này ấy, thì nó có cái vết cắt Thì nếu như mà các bạn muốn nó mượt mà hơn thì các bạn có thể thêm cho nó mấy cái chuyển cảnh à, Để thêm chuyển cảnh ở trong Filmora nó cực kỳ nhiều nhé à, Các bạn sẽ đi tiếp vào phần này nhé, phần Transition nhá. Trong Transition này các bạn có thể chọn cho mình hai cái là Slideshow hoặc là 3D nhé Trong Slideshow này cũng có nhiều kiểu chuyển cảnh Bạn có thể chọn cái này, Turn này à, Bạn kéo và thả vào đây Bạn thả vào giữa hai cái ảnh nhé và nếu như mà bạn muốn điều chỉnh cái thời lượng ấy, Tức là cái thời gian của chuyển cảnh Thì các bạn kích đúp vào cái chuyển cảnh Sau đó các bạn nhập vào đây Ở đây duration của nó là 2 giây Thì nếu như mà bạn không thích nó 2 giây Thì bạn có thể chỉnh nó thành một giây cũng được à, Mình kích vào OK à, Đây là cái turn này Thế còn nếu như mà bạn muốn nó có cái hiệu ứng kiểu lật ảnh kiểu 3D ấy, Thì các bạn nhấn vào 3D Đó, 3D sau bạn tìm mấy cái chuyển cảnh hay Topple này Nhận kéo bạn thả vào đây đó, Cứ kéo thả thôi OK, như vậy là đã xong cái ảnh. À, có hiệu ứng chuyển cảnh nếu như mà các bạn thêm cái hiệu ứng như lúc nãy mình nói hiệu ứng bokeh blur ấy, để cho nó mờ mờ ảo ảo ấy thì các bạn đi tiếp vào phần này nhé phần effect nhé. trong cái effect này thì các bạn nhìn xuống đây tìm đây bokeh đây bokeh blur 2 này trong phần recommended này nhé hoặc là nếu không bạn có thể tìm chữ bokeh blur đó, bạn enter thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái bokeh blur để cho các bạn dùng Mình thì mình đã dùng cái bokeh blur 2 là cái này Bạn kéo và bạn thả nó đặt ở trên đỉnh của timeline đặt ở chỗ này Sau đó bạn sẽ kích vào cái mép của cái hiệu ứng và bạn kéo dài cho hết cái video của bạn Video mấy phút mấy phút thì các bạn có thể làm như thế Bây giờ là ra xong rồi Đây là cái video từ ảnh và nhạc nhé Tạo bằng Filmora 11 rất là dễ <laughs> còn bước cuối cùng là các bạn sẽ phải xuất bản cái vi, uh, xuất bản cái video uh, xuất bản cái dự án này ra video dạng mp4 chẳng hạn để bạn up lên youtube thì để xuất bản video với filmora thì các bạn sẽ phải có cái tài khoản nhé các bạn có thể tạo tài khoản miễn phí hoặc là tạo tài khoản uh, uh, mua bản quyền cũng được sau khi tạo tài khoản thì các bạn sẽ đăng nhập ở đây ví dụ đây là tài khoản của mình đã đăng nhập rồi uh, sau khi có tài khoản ok đăng nhập rồi bạn chỉ nhấn vào phím này phím export uh, trong phần export tức là phần xuất bản ấy, thì các bạn chọn tiếp là local sau chọn MP4 Sau bạn đặt tên cho nó Ví dụ này là video từ ảnh đó. Tiếp theo bạn đi vào phần setting Trong phần setting này thì bạn sẽ tăng cái bitrate này lên Bitrate thường mình sẽ để là 20.000 nhé Bạn tăng bitrate lên 20.000 cho mình Sau đó bạn kích vào OK à, Tiếp theo bạn nhấn vào export Để bạn xuất bản cái video này ra Mình sẽ đặt cái ví dụ này ở cuối video Để các bạn à, tham khảo Ok đấy là cách để tạo một cái video từ ảnh và nhạc trên máy tính với phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Còn nếu như các bạn muốn xem thêm rất là nhiều những cái hướng dẫn sử dụng về Filmora ấy thì nhớ đăng ký kênh của mình. Kênh của mình chắc phải có đến 5 600 cái video về Filmora. Ok, cảm ơn các bạn xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. bye.